Thưa quý vị, thưa các bạn Câu chuyện của ông Thích Minh Tuệ Tự tu theo hình thức hạnh đầu đà Trên đất đi bộ Từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc Đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Với nhiều câu hỏi Điều gì đã khiến ông trở thành hiện tượng mạng xã hội và truyền thông Được công chúng đặc biệt quan tâm câu chuyện của ông gợi mở những suy ngẫm về hình ảnh một vị tu hành một bậc chân tu mà xã hội và nhân dân kỳ vọng những người đi theo phật cần tìm hiểu thấu đáo giáo pháp ra sao cho đúng đắn và sâu sắc để hướng về chính tín rời bỏ mê tín cùng bàn luận về chủ đề này ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ đỗ quang hưng ủy viên đoàn chủ tịch chủ nhiệm hội đồng tư vấn tôn giáo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và nhà văn chuyên gia truyền thông trang hạ trước tiên xin cảm ơn ông đỗ quang hưng và chị trang hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi có thể nói là những thông tin hình ảnh hay là những đoạn video về ông Thích Minh Tuệ đang được công chúng và truyền thông đặc biệt quan tâm, khai thác và bàn luận sôi nổi trong những ngày qua. Chỉ riêng ở trên công cụ tìm kiếm Google, nếu như search từ khóa Minh Tuệ thì đã cho ra gần 90 triệu kết quả chỉ trong vòng chưa đầy mấy giây. Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tôn giáo thì giáo sư tiến sĩ đỗ quang hưng có lý giải như thế nào về sức hút của ông thích minh tuệ người đang được xem là hiện tượng mạng xã hội một cái hành vi tu hành đó rất là cá nhân và nó cũng không có gì đặc biệt là hoàn toàn dị biệt gì cả trong đời sống tôn giáo thế giới chúng ta biết rằng đối với các tôn giáo lớn thì thực ra cái hành vi tu hành mà có gọi là khổ hạnh theo cái kiểu như thế này thì nó đã có từ lâu trong lịch sử và nó diễn ra trong các tôn giáo lớn ví dụ như là tôi muốn nói là người công giáo chẳng hạn thì các cái người tu sĩ ngày xưa người ta còn gọi là luyện ngục mà luyện ngục ở trong hầm tối rồi là người ta tự đánh mình trong những lúc trời đông giá rét dùng đánh vào thân mình nữa thì còn trường hợp này của đạo phật thì tôi nghĩ là rõ rồi hành vi này thì nó đòi hỏi cái hình thức cá nhân vậy tuy thế nhưng mà nếu trong điều kiện như hiện nay thì người ta tưởng như cái đó nó qua đi rồi nhưng bây giờ thông tin người dân được tiếp xúc thì người ta cũng có thấy cái hấp dẫn cá nhân Chưa kể có những cái chiều kích khác Mà trong các mối liên tưởng về tôn giáo và xã hội hiện đại Thì đấy là cái điều mà rõ nhất Trong cái lý do mà chúng ta có thể chừng mực nào đó hiểu được Và giải thích được hiện tượng đó cũng khá đặc biệt này Thông thường thì các ca sĩ diễn viên hoa hậu người mẫu Vận động viên thể thao hay là các doanh nhân thường gọi chung là những người nổi tiếng thì mới có cái khả năng gọi là làm nóng truyền thông hay là làm dậy sóng các diễn đàn mạng xã hội. Thế nhưng với ông Thích Minh Tuệ thì lại hoàn toàn khác. Có lẽ cách đây chỉ khoảng 10 ngày hay là 2 tuần thì đây vẫn là một cái tên khá xa lạ đối với công chúng do ông đã ba lần bộ hành xuyên Việt. Thế nhưng đến giờ thì cái tên và câu chuyện của ông lại trở thành tiêu điểm của dư luận là một người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông thì chị trang hạ có giải thích như thế nào về trường hợp này ạ à? khi nghe câu chuyện về thích minh tuệ thì cái điều đầu tiên trang hạ cảm thấy đó là sự ấm áp trong trái tim và sự cảm động ở trong tâm trí của mình và mình tin rằng là có rất nhiều người việt nam ở trên dải đất hình chữ S này. Cho dù chúng ta không theo tôn giáo nào, hoặc chúng ta cũng chỉ coi những người tu hành như Thầy Thích Minh Tuệ, làm người đang thực hành tín ngưỡng của cá nhân Thầy, như là một sự lựa chọn của cá nhân, chứ không đại diện cho cả một tôn giáo hay là Phật giáo nào cả. Tuy nhiên cái sự hành truyền cảm hứng, sự cảm động, từ cách sống giản dị hoặc là những cái lựa chọn tùy vật vả của Thầy, Tuy nó rất gần gũi với công chúng Cái sự giản dị đấy Nó không chỉ là sự phản đối Những cái nghi thức dườm già Hoặc là những cái tín điều Bởi vì nó Quá nhiều tín điều trong xã hội này Ví dụ như là chúng ta Cúng dường càng nhiều Thì chúng ta được phúc ân càng lớn Rồi chúng ta gieo nhân nào gặp quả đây Thì cái cách sống của người thầy Nó khá gần gũi với tín ngưỡng nội tâm tức là niềm tin nội tâm của rất nhiều con người việt nam lương thiện vì thế chẳng hạn tin rằng là cái sự ấm áp và sự cảm động mình có cũng là cái cảm nhận của hàng triệu cư dân mạng cũng như là cái sự tích cực những cái tín hiệu tốt đẹp mà mọi người nhìn thấy thứ nhất là sau khi nếu như chúng ta nhìn một năm qua trên truyền thông thì thương hiệu của rất nhiều nhà sư được đưa lên trên báo chí nó là cái gì ạ à? những cái phát ngôn gây sốc thậm chí có những vị đã trở thành cái người mà phải đối diện với những quy định của pháp luật thành bị can chẳng hạn hoặc là cũng có những phát ngôn như là phải cúng giường càng nhiều xây chùa càng to thậm chí là có những quán chay người ta nói rằng là cúng giường càng to thì sẽ được phục lớn và những người mà đi bộ như thầy thích minh tuệ thì là một sự diệt vong của phật giáo chân chính chẳng hạn thì trong cái sự mệt mỏi vì truyền thông đó thầy thích minh tuệ gần như là một điểm tựa tin cậy để tôi có thể nhìn thấy cái cảm xúc và sự cảm động dạ vâng và hành trình đi bộ chân đất xuyên việt của ông thích minh tuệ những ngày qua thì đã liên tục được nhiều youtuber hay tiktoker bám sát để quay phim chụp ảnh và thậm chí là phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và đến mức đó là đã có những ý kiến nghi ngờ là sự nổi tiếng của ông thích minh tuệ là do có một ekip truyền thông hùng hậu và chuyên nghiệp đứng sau không biết chị trang hạ nghĩ ra sao vâng ạ à hôm qua tôi vừa đọc một bài của một tiến sĩ khá nổi tiếng về giáo dục học tại việt nam và tiến sĩ cho rằng cái âm mưu truyền thông này rất là ghê gớm ví dụ như không một người bình thường nào có thể may được một cái tấm áo đẹp như áo của tích minh tuệ cho nên chắc chắn là phải có ví dụ như kiểu giám đốc sáng tạo hoặc là những người mà dàn dựng sẵn những kịch bản này để sau đó là phối hợp nền truyền thông đa kênh tiến hành trên một loạt các mặt trận từ mạng xã hội, từ tâm trí, từ hình ảnh, từ video ngắn, từ phát ngôn, thậm chí là nhịp nhàng đưa lên bài phỏng vấn rất được mọi người yêu thích ở trên VN Express. Trang Hạ nghĩ rằng là tất cả những âm mưu nó đều có lý do khi mà người ta thật sự là đã hoang mang và mất lòng tin vào những cái tốt cái đẹp Hoặc là những sự tình cờ hoặc những sự tình cờ đẹp đẽ ở trong đời sống Tuy nhiên cá nhân Trang Hạ tin rằng sự tử tế, sự lương thiện thì đó là cái âm thanh mà bất kỳ người nào cũng có thể nghe và đó là cái màu sắc mà bất kỳ người khiếm thị nào cũng có thể cảm nhận. Cho nên, chúng ta thậm chí còn đầy đủ tay chân mắt mũi có đầy đủ sự cảnh giác để có thể tin vào cái đẹp giản dị còn tồn tại thực tế trong những ngày vừa qua đã có những thời điểm đã xuất hiện đoàn người mấy trăm con người có lẽ cũng là bởi vì hiếu kỳ mà đi theo ông thích minh tuệ và cũng đã gây tắc nghẽn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ bất an ninh ở một số nơi và ngay cả khi ông thích minh tuệ có lựa chọn bộ hành trên một con đường đèo núi heo hút thì vẫn còn không ít người bám theo, đặc biệt là một số youtuber hay là tiktoker. Cho dù ông Thích Minh Tuệ đã lên tiếng, mọi người mà muốn đi bộ hành thì đi xa xa ở sau, đừng có ảnh hưởng đến giao thông, đừng có chen lấn, nó phức tạp, lỡ những người già rồi, người ấy chen lấn nhau rồi lại gây tai nạn nên là cái tốt đẹp nhất là đi tới đây đang học tập chưa có gì gặp cửa thì đã gặp rồi đây rồi thôi mọi người nên về công việc của mình thưa giáo sư tiến sĩ đỗ quang hưng ông có đánh giá như thế nào về hiện tượng đám đông đi theo ông thích minh tuệ những hành động như vậy có ảnh hưởng đến quá trình tu tập của ông thích minh tuệ hay không có rất nhiều điểm ở đây tôi rất là tán đồng với quan điểm có thể nói là thái độ quan điểm rất là đúng đắn của thông báo này chết hết hãy nói về vấn đề trước khi nói về cái nhìn nhận về vấn đề hiện luật mà rõ nhất tức là vấn đề đám đông và vấn đề an toàn giao thông này thì tôi cũng phải nói rằng là chúng ta cũng nên lưu ý một chút Hiện tượng này nó có cái gì đặc biệt Vì đây là một hiện tượng tôn giáo Mà một hiện tượng tôn giáo thì nó lại là một cái dạng thức của cá nhân Từ cá nhân rồi nó mới loan rộng ra trên các ý nghĩa xã hội khác Thế thì ở đây về cái quyền tự do cá nhân Thì thông báo của Ban Tôn Giáo Chính phủ nói rất rõ Là về cơ bản chúng ta có thể nói là trước hết vẫn phải đảm bảo quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân và cũng có hàm ý rằng cái hành vi tu hành như thế đó là được tôn trọng điều đó thì tôi cho là nghĩa hoài niềm đúng là bởi vì chúng ta cũng biết là trong luật ngày tôn giáo đã biết là bởi vì chúng ta cũng biết là trong luật ở tôn giáo là một điều mà chúng ta thấy ở Điều 5, Điều 6 về tự do tôn giáo của cá nhân và của các tổ chức tôn giáo được quy định rất rõ. Là một người có thể theo hay không theo một tôn giáo nào. Và đặc biệt là dòng chữ mấy người để ý mà cái đó là kết quả của một cải tiến, một tiến trình luật rất vất vạc Việt Nam mới có được. Trong một bộ luật tôn giáo tín ngưỡng năm 2016 đó là gì? tự do thể hiện đức tiên và đây là cái rất phức tạp trong tự do tôn giáo tín ngưỡng trong tiếng quốc tế gọi là expression tự do thể hiện thế thì ở đây trường hợp của thầy thích Minh Tuệ do lựa chọn cách tu hành như vậy thì đó rõ ràng là hành vi của cá nhân nhưng mà ngay trong cái hành vi này bởi vì đấy là hành vi của bản thân bản thông viên cũng vừa có cho chúng ta biết chúng ta đã đi được ba lần rồi đi ngoài bắc vào nam thì ngay cả bản thân cái việc tu hành của một cá nhân nó cũng chứa đựng bao nhiêu những vấn đề về an ninh cho chính người tu hành ấy chứ nó không phải là khổ hạnh nhưng mà ẩn tu được là gì chứ là trước đây những trường hợp khác ví dụ như vậy rộng hơn thì tôi cũng thấy tôi không theo dõi được nhiều lắm các thông tin truyền thông nhưng mà rõ ràng trên các mạng xã hội thì tôi thấy cũng thật ghê. Bởi vì tự nhiên là một cái hành động tức là đám đông rất nhiều và ủn tắc thì đã thấy rồi. Thì hiện trong điều này, cái quan điểm của ban của ban tuyên giáo chính phủ cũng đã nói trong thông báo vừa rồi là bằng mọi cách không được để xảy ra các tình trạng ách tắc về giao thông và chúng ta biết là trong một xã hội như chúng ta hiện nay thì quả thật là nếu mà những ách tác xã hội về những lý do xã hội mà con người như kiểu thế này Bữa nay tôi cũng nghe nói một cái video khác Có tiếng nói của thầy Thích Minh Tuệ Tôi hoàn toàn cho rằng thầy đã tỉnh táo và nói ra như thế là đúng Chứ nếu không thì rất phức tạp Bởi vì các hành động mà nó tắc nghẽn giao thông Gây rối trật tự Chưa đến mức rối loạn xã hội trật tự Nhưng nó cũng đã ngầm chứa những hành vi như vậy cho nên là tôi cho rằng ở đây rõ ràng cho câu chuyện này nó tóm lại là quan điểm của tôi thế này nó là một cái tương quan cũng không dễ gì một cái hình thức tu tập đặc biệt và nó rất dễ dàng đụng đến cộng đồng đụng đến vấn đề giao thông thì như vậy là phải chú ý cái điểm này để làm sao xã hội cũng có thái độ cho đúng mọi người cho nó đúng khi mà cảm nhận hay là vấn đề gì đó với thầy minh tuệ nhưng mà chúng ta phải đảm bảo về pháp luật nói chung trong đó có luật giao thông thì đó là cái điều tôi thấy rất là đúng. Còn thậm chí có những quan điểm cũng cẩn thận hơn thì tôi nghĩ là tôi thấy cũng đúng bởi vì ban tôn giáo chính phủ cũng không e ngại có nhắc lại rằng là cũng để tránh những người, những phần tử dùng những vấn đề đó không thiện trí hoặc không tốt muốn kích động lôi kéo này nọ để mà thậm chí còn gây chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo và an ninh của xã hội nữa. Thì đấy là cái điều mà nhìn chung việc này. Thì nếu căn cứ trên con mắt xã hội học, thì ở các nước người ta cũng như vậy thôi. Người ta cũng từng có những trải nghiệm về những câu chuyện các công dân như Đài Na đấy, rồi bởi Tây Tạng hoặc là Tê Đạn Hương mà đến khi đó bắt đầu hiện tượng tâm linh thì nó cũng đã từng trải giá như thế. Chứ đừng nói ở Việt Nam. Dạ vâng, dù đã hẳn định là bản thân không phải là tu sĩ, nhưng ông thích mình tuệ và được rất nhiều người dân gọi là sư hay là thầy. Và đến đâu thì ông được đa số người dân thể hiện sự kính trọng, dâng cơm chay nước uống và nhiều người cho rằng dù chưa gặp, thế nhưng cũng đã dành một cái thiện cảm rất lớn cho người đàn ông tự tu theo hình thức hạnh đầu đà như chị trang hạ đã nói và cái sự hâm mộ đối với ông Thịnh minh tuệ đến mức mà bộ trang phục ông mà cũng đã trở thành một mẫu áo được rất nhiều người đặt mua và thậm chí là đã lọt vào trong top dẫn đầu xu hướng thời trang hiện nay chị trang hạ muốn bình luận gì về một điều này chưa từng có trong tiền lệ khi mà đạo và đời có thể nói là đã song hành thật là gần gũi và bình dị chúng ta vừa trải qua một kỳ phật đản và bức ảnh mà trang hạ rất cảm động là một bà cụ chắt tay bên đường trong khi đám dước đi ngang qua một người dân nghèo một người dân có tuổi rồi và chắc chắn đời sống kinh tế chất vật tuy nhiên cái chắt tay của họ là một trong những cái thực hành về tín ngưỡng mà trang hạ cảm thấy nó chân thật nó không vụ lợi và nó tràn đầy cái cảm hứng hoặc là sự cảm động dành cho người khác. Và tương tự như thế trong những bài báo hoặc là những video clip mà chúng ta thấy khi thầy Thích Minh Tuệ đi trên đường thì trang hạ cảm động nhiều nhất là hình ảnh một người dân họ nghèo, họ ở quê, họ mang chổi ra quét đường ở các đoạn đường rất xa trước khi thầy đến. Họ quét qua đường để thầy đi có thể là để không dẫm vào mảnh chai. Và cái việc đấy Trang Hạ tin rằng là Bồ Tát luôn ở trong nhân gian. Và Bồ Tát không chắc chắn luôn phải mặc bộ cà sa hợp kiểu và được cấp phép. Mà Bồ Tát có thể ở ngay trong những cái việc nhỏ mà chúng ta làm. Và hướng vào lòng tin hoặc là tạo nên một không gian tôn trọng cho nhau. Thì với hành trình của Thầy Thích Minh Tuệ, Trang Hạ nghĩ rằng là chúng ta cần học một thứ đó là sự tôn trọng, tôn trọng cái sự riêng tư của thầy, tôn trọng sự lựa chọn của thầy và thậm chí là khi mà thầy phải đi vào con đường gồ ghề rừng núi để tránh mọi sự đeo bám của YouTuber, TikToker thì chúng ta cũng hiểu là chúng ta đang quá đà trên truyền thông mạng xã hội. Một mặt khác, cái sự hâm mộ của chúng ta có thể tạo nên cái trở ngại và sự phiền toái cho thầy trong quá trình thầy tu tập vì thế sự mà chúng ta tìm cách tôn trọng và tôn trọng sự lựa chọn của thầy cũng như là tạo ra một khoảng không cũng chính là cách mà chúng ta học được cách ứng xử tôn trọng người khác trong đời sống còn nếu như là chúng ta ngưỡng mộ bằng cách hô hào một tấm áo giống thầy làm một việc giống thầy điều đấy cũng tốt thôi nếu như bạn có thể ngả cái thân tâm và trái tim mệt mỏi của mình vào một khoảnh khắc mình cảm thấy là mình cần sự ứng thiện vâng chúng ta đầy biết là chiếc áo thì không làm nên thầy tu vậy nhưng điều gì đã khiến cho chiếc áo cũng như là hành trình tu tập của ông thích minh tuệ nhận được nhiều sự thiện cảm đến như vậy ở trên trang facebook cá nhân thì tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội có cho rằng là sư thích minh tuệ đã tạo ra hiệu ứng xã hội to lớn nhờ mang lại cho công chứng những giá trị đang bị thiếu hụt. Đó chưa hết là đạo hạnh và chân tu. Chị chẳng hạn có đồng tình với quan điểm này không ạ? Và vì sao? Việt Nam có hơn 26 triệu tín đồ và chẳng hạn tin rằng là cả 26 triệu tín đồ đấy đều không cần một công văn cho phép chúng ta thực hành tin ngưỡng theo một niềm tin nào đó của cá nhân mình nghĩ rằng là mỗi một người chúng ta có quyền tự do về sự lựa chọn những điều chúng ta tin tưởng và cũng lựa chọn một cái cách thực hành nó miễn là không đi ngược lại với pháp luật và cái điều đó thì tôi cho chúng ta cũng phải học cái cách có thể là sự tôn trọng cái lựa chọn của người khác và tin rằng là chúng ta đang cố gắng không làm tổn thương người khác bằng cách một là hoài nghi cái mục đích họ đang làm thế để làm gì cái điều thứ hai Quay trở lại và khi mở bên cạnh Cái sự tu tập của người khác Cái sự hướng thiện của người khác Thì chúng ta chỉ có thêm Một đám đông xôm tụ thị phi Hoài nghi và câu lệ chết mà Chắc hẳn Tin rằng là thầy thích minh tuệ Mang lại cho chúng ta nhiều bài học Hơn là việc thầy chỉ đi khổ hành Trên một chặng đường mà thầy đã chọn Dạ vâng chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ đỗ quang hưng tôi nghĩ rằng là tôn giáo mà người phạm trù gần gũi với tôn giáo trong thế giới hiện đại này đó là vấn đề tín ngưỡng Già đành mà đặc biệt nó có cái vấn đề về tâm linh mặc dù thế giới hiện nay người ta cũng chưa thật thể nào có thể định nghĩa tâm linh nó là cái gì nó thu hút được những các từ hiện đại bách khoa trên thế giới nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng cái tâm linh hay tâm thức tôn giáo đang quay trở lại trong sức mạnh cái sự quay trở lại của cái tâm linh trong tín ngưỡng tôn giáo nó quay trở lại rõ ràng là phản ánh đúng nhiều người đã nói tôi chỉ nhắc lại thôi tức là chúng ta đang sống trong thời đại đặc biệt và nó cũng có nhiều những vấn đề về tư tưởng tình cảm rồi nhận thức về vũ trụ luận đều biến động thay đổi cả, đặc biệt của thế kỷ 21 này. Vì thế cho nên các hiện tượng tôn giáo hay là chúng ta nói một cái hình ảnh tôn giáo như trường hợp như thế này, nó là một cái quy luật nữa. Tức là nó là một hiệu ứng của biểu tượng biểu trưng tôn giáo. Với cái hiệu ứng này, nó không phải chỉ là cái sự lợi soạn thích của cá nhân mà có thể đúng như mọi người đều nghĩ chắc chắn dễ nhận thức nó phản ánh một cái khát khao một suy nghĩ những vấn đề thậm chí tiềm ẩn ở trong nước của mỗi người rõ ràng là cái chuyện đó nó bắt gặp nhau và nếu như mà nó đã đáp ứng được cái đám đông thỏa mãn những vấn đề mà người ta đang tìm đến người ta đang khao khát thì trái tim người ta rung động tình cảm người ta thể hiện và kể cả trong lý trí của người ta có thể cũng còn có sự bắt đầu có tác động thay đổi để liên quan những vấn đề không phải chỉ là vấn đề về tôn giáo mà nó còn là vấn đề con người rộng hơn vấn đề xã hội thì đây là cái mà tôi và rất nhiều người cũng cùng suy nghĩ và cũng hiểu rằng nó là như vậy tuy nhiên trong những trường hợp như thế này như tôi vừa nãy đã nhắc đến trường hợp Diana vì Diana của nước Anh thì sau này nó đã trở thành một hiện tượng mà nó kéo dài đến gần bây giờ Nó gọi là cái tâm linh thế tục Chứ không phải là tâm linh siêu nhiên siêu thực nữa Hay là đâu đó trong đầu các con người nữa Mà nó là tâm linh thế tục Mà cái điều mà đặt lại là Ngày hẳn nay Và ngày ấy cũng đã có nhiều cái suy nghĩ Và nhiều cái thể hiện khá là đáng chú ý Về vấn đề này trong cuộc sống tuy nhiên tôi nói như thế nó có vẻ hơi xa thế nhưng mà dù sao thì tôi cũng muốn bộc lộ một cái nhìn rằng quy luật chung để nó như thế và ở đây trong những trường hợp như thế này thì tùy từng mỗi con người thôi có những người thì có thể tiếp cận tiếp xúc nó và thu hưởng nó trên các phương diện nhìn mấy phương diện đạo đức tinh thần cũng có người thì như tôi vừa nói đấy có thể đó là những biểu trưng của một giai đoạn nào đó của một cái vấn đề nào đó của cái tâm linh thế tục nó đang thể hiện và có những vấn đề cần phải thay đổi điều trị đó là cái rõ nét nhất đối với tôi trong hiện tượng này và từ câu chuyện của ông Thích Minh Tuệ lựa chọn một hình thức tu hạnh đầu đà một hình thức tu tập theo lối khổ hạnh thì nhà báo Hà Tùng Long trên báo điện tử dân trí có đặt câu hỏi là phải chăng đã đến lúc người dân không còn khuôn mình trong khái niệm sư là phải gắn với một ngôi chùa, sư là phải đức cao vọng trọng, ngồi thượng tọa giảng pháp, sư là phải thuộc tăng đoàn và phải có sự công nhận của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà chỉ cần sư là người mà soi dạy vào đó, người dân được đánh thức niềm tin, được mở rộng nhân tâm, được thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ở khía cạnh bình dị nhất. Thưa chị Trang Hà, mình tin rằng là tất cả những thứ như là trang phục một ngôi chùa một mâm cơm chay thậm chí là một lễ nghi rất lớn nó hoàn toàn là một cái bao bì nó là bao bọc ra bên ngoài tin ngưỡng chứ nó không phải tất cả những điều đó nó cũng không phải là tin ngưỡng cho nên nếu mà lễ càng to thì chỉ nói lên những điều chúng ta mới tin càng nhiều chứ không có nghĩa là chúng ta sùng đạo phật và thậm chí là sùng đạo và sùng lễ nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau với nhiều người mê tín. Cứ nghĩ rằng là phải cúng thật to, làm lễ chay thật to thì sẽ được giải thoát hoặc là sẽ được lên niết bàn gì đó. Thực sự đó chỉ là một niềm tin có điều kiện, một niềm tin mà vụ lợi. Vì thế qua câu chuyện của Thầy Thích Minh Tuệ Cha Hạ tin rằng đây là một cách diễn giải niềm tin, diễn giải cái cách mà chúng ta đi tới chân lý diễn giải cái cách mà chúng ta vượt qua và diễn giải những cái cầu đối trong tâm trí của chúng ta là ai chúng ta sẽ đi đến đâu và cái điểm cuối cùng chúng ta ở đâu. Và thậm chí là trên dọc đường đi thì chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Mình tin rằng là thầy thích minh tuệ không tìm kiếm điều gì trên con đường thầy đi mà thầy cho con đường thầy đi chính là một cái cách để mà thầy ứng xử và thiện lành, thiện tâm đối với nhân gian này và cũng không vi phạm pháp luật cách đây hai tháng thì trang hạ có một người bạn thân là chạy xuyên việt và khi đó trang hạ nhớ là ông đoàn ngọc hải đã lên và thậm chí có cả đơn kiện yêu cầu là không được phép chạy xuyên việt bởi vì sẽ lôi theo đám tín ngưỡng yêu kính người ta đằng sau và sẽ tạo nên những ách tắc đường rồi tai nạn giao thông và câu chuyện đấy thì đã được lập lại trong cái hành trình của thầy tích minh tuệ rất nhiều người phản đối và nói rằng thầy đi mình đi nhưng mà sao thầy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm ví dụ như là vấn đề tắc đường rồi tai nạn giao thông rồi là an toàn của thầy rồi an toàn của công chúng đi đằng sau mình nghĩ rằng là cái câu hỏi đấy đã từng được gửi lên trên ủy ban an toàn giao thông quốc gia và cái câu trả lời như sau tất cả những người đi bộ cho dù chạy bộ hay đi bộ hay khất thực hoặc đi trên đường thì mọi người đều đang là người tham gia giao thông và bạn đều được bảo vệ cái quyền lợi và được bình đẳng sử dụng không gian công cộng của việt nam và không ai có quyền để ngăn cản bạn vì thế quay trở lại câu chuyện của thầy thích minh tuệ cái cách mà thầy đi trên đường một cách rất giản dị cũng là đang thực hành nhân quyền thực hành cái quyền của một con người và làm cho rất nhiều người cảm thấy rằng ồ oh, chúng ta có lẽ là đứng trước phật chúng ta đã xin cầu xin quá nhiều cầu xin sức khỏe cầu xin được an yên bình an hoặc cầu xin là được trước ca vọng trọng thì tất cả những cái điều đấy chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy là nhỏ bé bên cái hành trình đơn giản của thầy Thích Minh Tuệ. Và đó là món quà lớn nhất mà mình tin rằng là thầy Tuệ đã mang tới cho công chúng năm nay. Và rất nhiều người nói rằng là nếu như bầu chọn nhân vật văn hóa của năm 2024 thì chắc chắn người đầu tiên đó là thầy Thích Minh Tuệ. Đúng như chị Trang ạ, à, vừa mới đề cập, tức là thực tế hiện nay thì cũng còn không ít người là chưa thật sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và có các xu hướng lựa chọn ban phát quyền năng từ bên ngoài kể cả quyền năng để mà hiểu về kinh phật và quyền năng để mà đạt được cái hiệu quả của tu hành nên là cứ thấy tăng cứ thấy sư là tìm cách tiếp cận và tìm cách hỗ trợ cúng dường và nghĩ là mình sẽ nhận được phước lớn như vậy thì có phải là nghiêng về mê tín nhiều hơn là tránh tín hay không chị và vấn đề thay đổi cái nhận thức này ra sao? Thưa giáo sư tiến sĩ Đỗ Khoa Hưng ạ. À, về vấn đề này thì là cũng không phải là một cái vấn đề mà có thể dễ dàng trả lời được trong một đôi phút. Tôi cũng xin nói một cái sự thực tế là như thế này. Cái từ mê tín dị đoan, mê tín nhất là mê tín từ cái có từ thời rất xa xưa. Có thể nói là nó tồn tại trong lịch sử loài người trong các vấn đề liên quan đến vấn đề này. Nó đã có hàng mấy trăm năm nay rồi. Nhưng mà cũng không phải dễ mà định nghĩa mê tín dị đoan. Thành ra tôi có một cái thái độ mà tôi cũng học được ở trong các cái nghiên cứu khi nghiên cứu tôn giáo. Thì tất nhiên những hành vi nghiên cứu mà nó đã được thể hiện trên xã hội mà nó cũng như là theo cái ngôn ngữ luật pháp người ta đã quy định trong 4 năm cái hành vi mà nó gây ra hại cho tất nhiều người. Người ta phải lên án còn thì những cái khác sự thay đổi biến chuyển của tâm linh như tôi vừa nói với những hành vi cụ thể đã thể hiện trong đời sống tôn giáo tín ngưỡng của nhiều tôn giáo hay nó là rất phức tạp cho nên không thể có thể là có một ý kiến kết luận để có những điều tôi vừa nói bằng nãy là tôi vừa nói rằng nếu đúng là cái hành vi đó nó có gây ảnh hưởng và nó vi phạm pháp luật trên quốc tế người ta đã định vị thành năm điều thì cái đó tôi tán đồng một trong những cảnh khác tôi cũng thấy là có thể thể hiện được cũng có thể tán đồng hoặc tức thời trong đời sống tôn giáo hiện đại bây giờ người ta cũng không có mấy ai lại đi ủng hộ cái tôn giáo nghi lễ đâu ngôn ngữ thuật ngữ gọi là tôn giáo nghi lễ quý vị có thể nhắc đến đây là các bạn có nhắc đến cái điều thứ hai còn một điều nữa là tôi thấy nói thêm là như thế này tôi đồng ý với các quan điểm như vậy đó là cái ủng hộ và đặc biệt là những xu hướng về tôn giáo cá nhân hiện nay nó cũng rất mạnh trong các tôn giáo đều như thế có những hiện tượng người ta đã bắt đầu đề cao cái ý chứng cá nhân chứ không phải là tôn giáo đám đông như ngày xưa tôi thuộc về một tôn giáo như là hạt cát trong biển cả không có giá trị gì cả tất cả những điều này thì trong nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy ủng hộ và khuyến khích bởi vì cái đó là đúng tuy nhiên nó có một điều nữa cũng cần phải nói là như thế này tôi thấy là khi mà chúng ta đang chứng kiến và chăm chú theo dõi từ hành vi cá nhân cho đến cái biểu hiện của hiện tượng thịnh minh tuệ thì có lẽ số đám đông số đông thì sẽ ủng hộ rất là tốt có những mặt ủng hộ rất tốt tuy nhiên tôi lại thấy là cũng không nên vì hành động như thế mà mới như thế này mà chúng ta đã vội kết luận là tôn giáo thì không nên là phải có tổ chức như thế này không nên có chùa triển không nên có xe thì cái đó lại là một quan điểm cá nhân nó nhà nghiên cứu tôi không tán thành hoàn toàn cái đó đâu tôn giáo bao giờ nó cũng tiến hành từ cá nhân rồi nó cũng có tổ chức rồi cũng có cái điều tổ chức ra sao nó tốt thì chúng ta sẽ và nghiêng về phía tôn giáo Các xã hội cũng sẽ phải bàn Và hai nữa đất nước ta hiện nay Sau đổi mới Với hơn 37, 38 năm rồi Cũng đã tìm ra được những cái công thức Về một nhà nước thế tục, hài hòa Và hợp tác này Công nhận cái tính đa nguyên Của các tôn giáo này Nhà nước có phủ nhận đâu Đang xây dựng cái mô hình như vậy chứ không phải là chúng ta có thể loại trừ bất cứ loại hình nào kể cả cái truyền thống tất nhiên nếu cái truyền thống mà nó hành chính hóa thì không tốt nhưng mà nếu chúng ta kết luận như vậy thì tôi e là nó cũng sẽ hơi vội nhìn rộng ra trong xã hội hiện nay đó khi mà cái căn bệnh thành tích và những cái giá trị ảo à, có thể che mắt nhiều người thì có lẽ là chúng ta cũng cần chú ý nhìn nhận sâu rõ hơn các vấn đề về bản chất để mà đánh giá năng lực cũng như đạo đức của một cá nhân chứ không thể là xem xét hình thức hay là quá chú trọng cái yếu tố tiền ngạn bề ngoài và có lẽ cũng là nên đặc biệt khuyến khích và dành một cái nguồn lực đầu tư nhiều hơn cho những cái con đường phát triển sáng tạo